duy nhất một tay vợt Shen Feisheng của Trung Quốc ở nội dung đơn nam là không được xếp hạt giống. Còn lại những đại diện vào đến trận tranh danh hiệu đều là những tay vợt hoặc những cặp đấu được xếp hạt giống. Trọng tài người New Zealand Chris Cup sẽ là người điều khiển chính trận đấu này. Và trọng tài người Việt Nam Nguyễn Công Hưởng là trọng tài giao cầu. Đội nữ hạt giống số 1 của Thái Lan, Penjaba Amsat và Nuntakan Amsat. Còn đây là đội hạt giống số 2, Rebiana Kusuma và Amalia Rativi. Có đến 3 đội vợt nữ người Indonesia được xếp hạt giống ở nội dung đôi nữ. Cùng với đội Kusuma và Rativi còn có đội Lenny Mayasari Suchiato và đội Nita Mava và trio là Nadia. Sẽ là một trận chung kết được dự báo hết sức giằng co giữa đội hạt giống số 1 và đội hạt giống số 2 của giải đấu. Ở trận bán kết thì đội Kusuma và Brativi đã vượt qua đôi vợt không được xếp hạt giống người Hồng Kông Trung Quốc, đó là Leo Lok và Quyên Dung. Trong khi đội Thái Lan đánh bại đội hạt giống số 3 người Singapore, Jin Julia và Crystal Wong. Đây là Penjaba Amsat, tay vợt năm nay 20 tuổi với thứ hạng hiện tại là hạng 24 thế giới. Đánh cặp với cô Nuntakan Amsat, tay vợt 23 tuổi. Còn đây là Amelia, tay vợt người Indonesia, người đồng đội của cô Febriana Kusuma, tay vợt 21 tuổi, hạng 33 thế giới. Cả bốn tay vợt ở trên sân lúc này đều có tuổi đời rất trẻ. Và với đẳng cấp của các tay vợt đang ở trong hành trình cải thiện bản thân qua từng mùa giải, thì những giải đấu đẳng cấp Super 100 như giải Việt Nam mở rộng là mục tiêu mà họ đến để chinh phục danh hiệu. Giải Việt Nam Open năm nay cũng chứng kiến sự tham dự của rất nhiều những tay vợt, những đôi vợt mạnh của Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore hay là Trung Quốc. Một giải đấu tiềm năng để cho các tay vợt trẻ có được những sự tăng tiến ở trên bảng xếp hạng về mặt điểm số cũng như tìm kiếm cho mình những danh hiệu BWF.
Đây là hai chị em nhà Amsat với cô chị Nuntakan và cô em đó là Benjapa. Các tay vợt đang chờ đợi bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài giảm bớt để bắt đầu giao cầu, pha cầu đầu tiên của trận đấu. Và đó là điểm số đầu tiên cho đội nhận giao cầu đến từ Indonesia, Kusuma và Vativi. Và ra vợt không chuẩn xác của Pratiwi. Một tình huống chặt cầu ở cuối sân nhưng tầm vợt bị hụt. Bộ đôi Nuntakan và Benjapa cũng đã từng thi đấu ở Việt Nam. Ở trong kỳ SEA Games vừa qua thì họ đã có được cho mình tấm huy chương bạc ở nội dung đôi nữ. Rồi là ba pha xử lý hỏng liên tiếp của Pratiwi. Pha giao cầu hỏng của Nuntakan. Liên tiếp là hai tình huống giao cầu hỏng của đội hạt giống số 1 người Thái. Và tạt cầu trái tay ra ngoài của Kusuma. 5-3. Những tình huống kéo vị trí đối phương rất tốt đến từ đội vợt Kusuma và Pratiwi. Liên tiếp là những tình huống trả cầu qua lại ở khắp các góc sân để kéo vị trí đứng của hai tay vợt người Thái Lan và tìm kiếm cơ hội tấn công. Phán đoán thả cầu chuẩn xác của Nuntakan. Có thể nhận thấy ý đồ của đội vợt người Thái Lan muốn kéo ngay những loạt giao cầu sau đó vào những tình huống chơi nhanh ở trên lưới. So về sức mạnh thì đội vợt hạt giống số 1 của Thái Lan sẽ không thể sánh được với đội hạt giống số 2 của Indonesia. Một quốc gia mà cầu lông của họ bất cứ nội dung nào cũng thiên về sức mạnh. Đó là lý do mà Benjapa và Nuntakan luôn muốn ép tình huống cầu vào những pha phản xạ tốc độ. Ừ.
đánh rất kỹ được. Và sau đó là một tình huống đội nhỏ trái tay thành công để mang về điểm số thứ 9 dành cho đội bóng người Thái Lan. Anh Quý Thắng nhận xét như thế nào về cách lựa chọn nhập cuộc trong trận đấu ngày hôm nay của đội vật người Thái Lan? Đó cũng là một lựa chọn có lẽ là được giới chuyên môn dự đoán trước. Họ không có được sức mạnh như đội vật Indonesia nên đội vật Thái Lan buộc phải sử dụng tốc độ và kỹ thuật. Vừa rồi là một pha cầu trái tay của Nuntakan. Điểm có phần may mắn cho đội hạt giống số 2, pha xử lý của Kusuma, cầu đã bật lưới khiến cho đội vật Thái Lan không kịp phản xạ để phòng thủ. Các tay vợt Indonesia rất thích sử dụng sức mạnh, kể cả các tay vợt nữ. Rõ ràng là như vậy, khi mà Kusuma thực hiện thành công quả giao cầu thì cô cũng lập tức lùi về để tìm kiếm một vị trí thuận lợi và liên tục dứt điểm. Quyết định bỏ cầu chuẩn xác của đội vợt Indonesia. Cách biệt lúc này còn 3 điểm. Hơi đáng tiếc, một tình huống phản xạ nhanh của đội vật Indonesia nhưng cầu đã ở bên ngoài sân. Chúng ta thấy là Benjaba và Nuntakan mặc dù không muốn đưa những pha cầu vào tình huống tranh chấp sức mạnh nhưng rõ ràng họ cũng không hề nhập cuộc với phong thái của những người chơi phòng thủ mà họ cũng chủ động tấn công bằng kỹ thuật và tốc độ. Nội dung đôi nữ là nội dung thường diễn ra lâu nhất bởi vì các tay vợt thường không có sức mạnh với những cú smash để có thể dứt điểm pha cầu nhanh mà chủ yếu là các pha cầu bền. Nhưng riêng với cầu lông của Thái Lan và Indonesia thì họ lại thiên về lối chơi tấn công, với các tay vợt Indo là tấn công bằng sức mạnh, còn với các tay vợt của Thái Lan là tấn công bằng kỹ thuật và tốc độ. Vì vậy tốc độ của trận đấu này đang diễn ra khá nhanh ở nửa ván đấu đầu tiên. Nửa đầu trận đấu đã diễn ra với một thế trận hấp dẫn khi cả hai đôi vợt đều đang cố gắng phát huy những điểm mạnh trong lối chơi của mình. Tình huống cầu không qua lưới, điểm số thứ 12 cho chị em nhà ám sát. Tình huống xử lý không tốt của Benjaba. Đó là một pha bỏ nhỏ cầu lên quá cao ngay tầm vợt chụp lưới của đối thủ. Pha xử lý biếu không một điểm. Tình huống xử lý có phần hơi vội của Nuntakan. Khoảng cách là 3 điểm dành cho đội vợt người Indonesia. Để chủ động cho đội vợt người Thái Lan.
quay trở lại rất tuyệt vời, không hề có được điểm số của đội bóng Indonesia. Pha cầu quá hấp dẫn và bất cứ đôi vật nào giành điểm cũng đều xứng đáng với những tràng pháo tay tán thưởng của người hâm mộ. Đó là loạt dolly dài nhất từ đầu trận đấu đến giờ. Và phải dành một lời khen dành cho đội Benjamin và Nutakan với nỗ lực phòng thủ cực kỳ kín kẽ. Cầu trong sân, thêm một điểm nữa dành cho đội hạt giống số 1 người Thái Lan. Kusuma và Pratiwi cần phải kiểm soát tốt hơn nữa ở phần sân phía sau. Ngay khi bình luận viên Thanh Hiệp vừa nhắc đến việc kiểm soát phần sân phía sau thì khoảng trống lại được khai thác bởi đội vật người Thái. Nhưng đó là một tình huống xử lý thông minh của đội hạt giống số 1, cũng không thể trách được đội hạt giống số 2. Bởi vì họ đang đứng đội hình trên dưới và tay vợt ở phía sau đã không thể kịp bọc lót. Thế khó của Benjaba, cô đã phải hạ rất thấp trọng tâm nhưng cũng không mở được tầm vật thuận lợi và phải chấp nhận mất điểm trong pha trả cầu hỏng. Màn so tài tốc độ và phần thắng thuộc về Benjaba Amsat. Đây là khoảng cách 7 điểm dành cho đội hạt giống số 1 người Thái Lan. Những đường cầu tầm thấp của đội vật người Thái vẫn đang gây ra rất nhiều khó khăn. Cầu ngoài, điểm số cho đội Kusama và Brativi. Rất hay, nhưng vẫn có được những cú cầu thành công của đội Thái Lan. Đó là pha tạt cầu ngoài, pha tạt cầu ngoài của Nuntakan. Cái lỗi vì người xử lý hỏng vừa rồi là Benjaba. Một pha cầu bền mà cả hai bên đều có những tình huống nỗ lực cứu cầu rất hay. Cuối cùng thì cơ hội đã trôi qua trước tầm vợt của đội vợt người Thái. So smart rất thú vị và đội vợt của Indonesia đã cho thấy được khả năng đập cầu tốt của mình. Cú đánh rất nặng tay.
trọng tài lại xác định đó là pha xử lý ngoài của đội vợt người Thái. Thêm một điểm nữa cho đội hạt giống số 2, 14-17. Thêm một lần nữa đội hạt giống số 1 bỏ lỡ cơ hội với một tình huống họ chiếm được thế thượng phong, nhưng Nuntakan lại tạt cầu quá dài. Đội hình trái phải để phòng thủ của đội hạt giống số 2 người Indonesia cũng đã không thể giúp họ duy trì được lâu pha cầu này. Benjaba và Nuntakan đã quá áp đảo và liên tục có những cú smart ở cận lưới. Cầu Rolly vừa rồi. Đây là điểm kết thúc ván đấu đầu tiên dành cho đội hạt giống số 1 người Thái. Pha ra vợt quá chuẩn của Kusuma, một cú smart chéo sân, cầu có điểm rơi sâu mặc dù tay vợt của Indonesia không hề giậm nhảy trong cú ra lực vừa rồi. Tiếp tục là 4 cơ hội dành cho đội Benjama và Nuntakan Ansat. Cầu tốt rồi. Chiến thắng ván đấu đầu tiên với điểm số 21-16 gọi tên đội hạt giống số 1 Benjaya và Nuntakan Ansat. Hơi đáng tiếc một chút cho đội hạt giống số 2, mặc dù họ đã nỗ lực vùng lên ở trong nửa cuối ván đầu tiên và có thời điểm thu ngắn cách biệt xuống chỉ còn 2 điểm. Nhưng cuối cùng thì Benjaba và Nuntakan, đội hạt giống số 1 người Thái, vẫn rất vững vàng để dứt điểm ván sâu về phía sau để cho đội vợt của Indonesia có thể phát huy được thế mạnh của mình. Nhìn quyết thắng phân tích đó là Kusmat.
Những cú smash của đội vật Indonesia rõ ràng là họ tốt hơn so với đội vật người Thái, nhưng mà liệu có đủ sức để đánh bại đội vật người Thái hay không thì đó là điều phải cân nhắc, bởi vì smash càng nhiều thì sẽ càng mất thể lực và càng xuống sức ở trong trận đấu thứ hai này. Thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem đội hạt giống số 2 họ sẽ nhập cuộc như thế nào. Lại thêm một tình huống xử lý cảm giác ở trên lưới nữa của Benjapa. Điểm đầu tiên ở trong ván 2 dành cho đội hạt giống số 1 người Thái Lan. Ngay khi có cơ hội thì đội hạt giống số 1 cũng lập tức ra lực để tấn công. Cả hai đội vật đều đang chơi tấn công rất cống hiến. Có vẻ như cầu đã chạm vợt của tay vợt Indonesia. Và cầu dài ra ngoài. Quyết định bỏ cầu chuẩn xác của Pratiwi. Chúng tôi đã nói ở trong ván 2 này Indonesia buộc phải có những điều chỉnh ở trong cách xử lý của người đứng ở phần sân trên lưới. Bây giờ bà có lý do để có một tình huống kéo cầu thì khoảng trống bên phía phần sân đối diện đã lộ ra. Đáng tiếc là pha xử lý trái tay của cô em nhà Saad lại không thành công. Lần này thì cú đánh cầu chụp thẳng vào giữa sân của Benjapa đã mang về điểm số thứ tư cho đội hạt giống số 1 người Thái Lan. Và xử lý ép phải đối thủ nhưng cầu không qua lưới. Qua lưới nữa của Muntakan. Điểm số đã được cân bằng 4 đều. Vị trí đứng của Muntakan ở trong tình huống đó là hơi chơi với để có thể có được một tình huống chụp cầu chuẩn xác. Cầu đã đi thấp hơn khi tiếp xúc với vợ của Muntakan. Đội vật người Thái Lan muốn tấn công ra phía phần sân sau thì thấy Kusuma đang có xu hướng di chuyển lên phía trên. Đây là lần đầu tiên ở trong trận đấu mà đội Indonesia vươn lên dẫn trước với cách biệt một điểm trước đội Benjapa và Nutakan của Thái Lan. Nhiều khó chịu. Đội vợt Indonesia vừa rồi đã không thể lách người để có được tầm vợt thuận lợi và cách biệt một điểm đã nhanh chóng được san lấp 5 đều. Và là vợt hỏng của Benjapa.
Vậy là các cổ động viên của các tay vợt cầu lông Indonesia cũng đang cố gắng dành rất nhiều những sự cổ vũ cho những tay vợt, những đôi vợt của mình. Ngày hôm nay thì Indonesia đã có cho mình chức vô địch ở nội dung đôi nam nữ trong trận chung kết đầu tiên. Số 6 đều. Pha cầu phối hợp không ăn ý của Kusuma và Pratiwi. Hai tay vợt Indonesia đã bị chạm vợt nhau trong cú smash của đối thủ. Có một điều khá bất ngờ là đôi vợt người Thái đã nhập cuộc trong ván 2 này với khí thế tấn công rất mạnh mẽ với liên tiếp những cú smash ở cuối sân. Trái tay của Ratiwi ở trong tư thế khó và cô đã không thể trả cầu. Đội hạt giống số 1 tái lập lại cách biệt dẫn 2 điểm, 8-6 trong ván 2. Quá hay. Bên giao ba có một tình huống mà cô có thừa thời gian để canh chỉnh và ra lực một cú smash cầu vào giữa sân. Phải quá hay của bên Gia Bà, cô đã khiến cho Kusuma bị mất đà. Một pha phối hợp không ăn ý của đội hạt giống số 2 người Indonesia. Vào cầu của Ben Yapa. Cầu ngoài. Một nỗ lực phòng thủ tốt của Ben Yapa và một lần nữa đôi vợt hạt giống số 1 người Thái Lan là những người tiến đến điểm số thứ 11 đầu tiên. Khoảng cách 4 điểm dành cho đôi vợt người Thái Lan. Thái Lan cho thấy được sự nhỉnh hơn
ở trong việc họ trả những đường cầu trung bình và những đường cầu ngắn đủ khó để không cho phép đội và người Indonesia có thể triển khai ngay lập tức những tình huống tấn công với những cú đập cầu. Ngoài khá đáng tiếc. Benjapa có ý định tấn công vào phía phần sân sau khi Kusuma đã cố gắng di chuyển, có động thái di chuyển tìm kiếm vị trí để liên tục smash. Đây là tình huống giao cầu của Kusuma với một bài tấn công dành cho đội Indonesia. Xử lý rất nhanh để mang về điểm số tiếp theo dành cho đội hạt giống số 1 người Thái Lan. Điểm 12-8 dành cho Benjapa và Nutakan. Chủ động hoàn toàn của Benjapa, người vẫn đang thi đấu rất ổn định ở phía trên lưới, gài được những đường cầu tốt và chờ đợi cơ hội để dứt điểm. Bộ một bước lùi về và tung ra cú smash rất đẹp, khoảng cách 5 điểm cho đội vợt người Thái Lan. Đó là tình huống xử lý táo bạo để giành lại quyền giao cầu của Pratiwi. Cầu không qua lưới. Điểm nữa dành cho đội vợt người Thái Lan. Có lẽ là đội Indonesia cũng cảm nhận được sức ép với những tình huống cố gắng cài cầu và tìm kiếm smash đến từ Benjapa và Nutakan. Trong những đường cầu gần nhất thì nếu như để ý, quý vị cũng có thể thấy là những bước di chuyển của Kusuma đã bắt đầu thiếu đi những sự linh hoạt. Rất nỗ lực nhưng rõ ràng Kusuma đã không thể nào theo kịp những đường cầu đi khắp các góc sân được tạo ra bởi Benjapa và Nutakan. Và đó là điều mà chúng ta không thường thấy ở trong những trận đấu môn thể dục đôi nữ có sự xuất hiện của các tay vợt châu Á. Hai đội vợt ở trên sân đang chơi một trận đấu vô cùng cống hiến với những tình huống cầu phải nói là hết sức kịch tính, mãn nhãn cho người hâm mộ cầu lông của Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam. Sau 2 năm mà giải Việt Nam mở rộng mới quay trở lại,
Đó thật sự là những màn thi đấu mà chúng ta chỉ có thể thấy ở những tay vợt trẻ. Những tay vợt vẫn đang rất cố gắng để thể hiện mình. Đó là một pha cầu đòi hỏi rất nhiều sức bền, khả năng phản xạ. Và đội vợt người Thái Lan đã chứng minh được điều đó ở trong tình huống ghi điểm vừa rồi của mình. Tiếp tục là tình huống giao cầu của Ratiwi. Pha bỏ nhỏ chéo sân quá đẳng cấp của Kusuma. Một pha cầu mà cô khiến cho Bền và bà phải ngoài người nhưng cũng không thể trả được cầu. Pha xử lý rất tinh tế. Lực tay vừa đủ. Khoảng cách 2 điểm dành cho đội hạt giống số 1 người Thái Lan. Cầu ngoài. Điểm số dành cho đội Kusuma và Bratibi. Dù rất nỗ lực nhưng đội vợt hạt giống số 2 cũng không thể cứu được một điểm thua ở trong pha cầu mà đội vợt người Thái đã hoàn toàn chiếm thế áp đảo. Bên Gia Ba và Nutakan đang chơi tấn công rất mạnh mẽ ở trong ván đấu thứ hai này. Và những điểm cuối cùng của ván đấu này họ vẫn đang duy trì lối chơi tấn công rất quyết liệt. Tình huống xử lý hiệu quả trên lưới nổ của Bền Gia Ba. Điểm 17-14 dành cho đội vợt người Thái Lan. Chiều cao cũng như sải tay dài đang giúp cho Bền Gia Ba chơi thực sự hiệu quả với những tình huống có thể chuyển hóa những đường cầu của đối thủ. Lần này Kusuma đã không cho hai tay vợt phía bên kia lưới một cơ hội nào. Kusuma đã di chuyển nhanh cắt lên phía trên. Tấn công nhanh hiệu quả của Bền Gia Ba. Mặc dù đó là một điểm rơi của quả cầu không thật sự thuận lợi cho một cú smart, nhưng Bền Gia Ba vẫn ra lực nặng và đã mang về một điểm cho đội hạt giống số 1, 18-16. Yeah.
tình huống ép trái ép phải liên tục của đôi vợt người Thái, và bên Gia Ba đã khiến cho đối thủ trả cầu ngoài. Tốc độ của trận đấu diễn ra rất nhanh từ đầu trận đến giờ. Đó là một yếu tố sẽ ảnh hưởng đến thể lực của các tay vợt ở trên sân. Vì vậy, hơn ai hết lúc này, đội hạt giống số 1 của Thái Lan Ben Jabba và Nuntakan đang muốn bùng toàn lực để dứt điểm trận đấu này trong hai ván. Bằng chứng là họ tấn công liên tục ngay khi có cơ hội. Lúc này thì Pratiwi đang gặp một vấn đề ở phần cổ chân phải của cô. Nhịp độ trận đấu diễn ra quá nhanh, các tay vợt phải di chuyển liên tục ở trên sân rất dễ khiến cho họ bị lật cổ chân. Một trong những vấn đề thường thấy nhất ở trong cầu lông. Nhưng có lẽ là tay vợt của Indonesia Pratiwi gặp phải vấn đề không quá nghiêm trọng và cô hoàn toàn có thể tiếp tục thi đấu. Ngày hôm nay thì khán giả cũng đã đến xem kín hết các khán đài tại nhà thi đấu Nguyễn Du, thành phố Hồ Chí Minh. Những trận đấu được chờ đợi nhất ở giải cầu lông Việt Nam Open năm nay. Trên hết chắc chắn là sự chờ đợi cho màn ra sân trong trận chung kết nội dung đơn nữ của tay vợt Nguyễn Thùy Linh. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những diễn biến trận chung kết nội dung đôi nữ. Đây là khoảng cách 3 điểm dành cho đội vợt người Thái Lan. Pha xử lý trái tay không qua lưới của Nuntakan. Không qua lưới của tay vợt Kusuma. Sau cú smash ra lực nặng thì Kusuma quyết định đánh lỏng tay bỏ nhỏ, nhưng cầu đã chạm trên mép lưới và rơi lại phần sân của đội vợt hạt giống số 2. Đây là điểm 20-17 và là điểm giành chức vô địch cho đội vợt người Thái Lan, nhưng vừa rồi thì Kusuma và Pratiwi đã cứu thành công một điểm kết thúc trận đấu. Điểm 18-20 dành cho đội hạt giống số 2 người Indonesia. Mọi thứ đang diễn ra cực kỳ căng thẳng ở trong trận chung kết này. Thực sự là ảo diệu, đó là tình huống mà đôi Kusuma và Pratiwi đã cứu thành công 3 điểm kết thúc trận đấu để cân bằng điểm số 20 đều. Giờ thì các tay vợt phải đánh cách 2 để có thể giành chiến thắng ở trong ván đấu này.
lực nhất định dành cho Benjapa và Nutakan. Chiến thắng chức vô địch ở rất gần nhưng cũng ở rất xa. Rất đáng tiếc cho đội hạt giống số 2. Họ cũng đã không tận dụng thành công điểm kết thúc ván 2. Một tình huống để lỡ nhịp của Pratiwi. Điểm số 21 đều. Trận đấu quá hay và dường như những gì diễn ra từ đầu trận đến giờ là chưa đủ để thỏa mãn người hâm mộ, nên kịch tính vẫn còn kéo dài đến điểm 21 đều trong ván thứ 2 này. Tình huống bỏ cầu ra giạt biên của Nutakan và tạo ra một thế cầu thuận lợi để liên tục người em Benjapa có những cú dứt điểm. Điểm 22-21 dành cho đội hạt giống số 1 người Thái. Đó là một tình huống cầu không qua lưới. Nếu lực nặng hơn một chút nữa thì có lẽ là đã có một điểm may mắn để kết thúc trận đấu cho đội hạt giống số 1. Bây giờ thì 22 đều. Quá giằng co, quá hấp dẫn ở trong trận đấu đôi nữ này. Cầu ngoài rồi. Một tình huống smash cầu dọc biên ra ngoài của Nutakan. Và bây giờ thì điểm kết thúc ván 2 lại thuộc về đội hạt giống số 2 của Indonesia. Giờ thì cờ đến tay đội Kusuma và Ratiwi. Phải là trận chung kết ở một giải đấu đẳng cấp tầm Super 500 hay 750 hay thậm chí là Super 1000. Quá sức là kịch tính. Mà không phải đến bây giờ trận đấu mới kịch tính, mà sự hấp dẫn của trận đấu này diễn ra từ đầu đến cuối. Phải nói là vô cùng mãn nhãn. Giờ đây thực sự là một cuộc chơi của tinh thần thép. Một lần nữa thì đội bóng người Thái Lan lại có cho mình điểm kết thúc trận đấu này. Đây sẽ là điểm kết thúc trận đấu thứ 5 dành cho đội Benjapa và Nutakan. Phần sân, phần khu vực ở vị trí cuối sân vẫn là điểm mà đội bóng người Thái Lan đã khai thác rất nhiều vào bộ đôi Kusama và Pratiwi. Có lẽ điều khác biệt chỉ nằm ở việc những đường cầu của họ có chuẩn xác, sát biên hay không thôi. Tưởng chừng như tình huống này đã kết thúc trong pha cầu trước đó, nhưng không. Phải đến thêm cú đánh ở sau nữa thì Kusuma mới dứt điểm được và cứu được điểm kết thúc trận thứ 5 của đội vợt người Thái.
Đây là cơ hội để kết thúc trận kết thúc bán đấu thứ hai dành cho đội Kusuma và Brativi. Thời khắc quá căng thẳng và quá áp lực đã khiến cho các tay vợt dễ xử lý hỏng, và vừa rồi thì Kusuma đã trả giao cầu không qua lưới và điểm kết thúc trận thứ 6 cho đội hạt giống số 1 người Thái. Trận đấu thật sự là bao mòn thể lực của cả bốn tay vợt ở trên sân. Tốc độ nhanh và cuốn hút từ đầu đến cuối. Ván đấu thứ hai kéo dài đến 53 phút so với chỉ 19 phút của ván đầu tiên. Nếu như đội vợt của Indonesia có thể ngược dòng được ở trong ván 2 này thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra ở trong ván đấu quyết định. Bởi vì lúc đó thì tinh thần và thể lực sẽ lên tiếng. Chúng ta đang được theo dõi lại những diễn biến, những pha cầu ấn tượng ở trong ván đấu thứ hai. Ván đấu đã kéo dài đến tận 53 phút. Cả hai đội vợt đều chơi tấn công cống hiến rất mãn nhãn. Và ở trong ván đấu thứ hai này thì đội vợt người Thái là những người chủ động tấn công nhiều hơn. Họ smart cầu ngay lập tức khi có cơ hội và thường duy trì đội hình trên dưới hơn là trái phải. Gọi là như vậy, những cú smart được tạo ra bởi các tay vợt Thái Lan ở trong ván đấu thứ hai này thực sự là điều khiến chúng tôi phải bất ngờ. Họ cho thấy được khả năng thi đấu đa dạng của mình cũng như những mang bí chiến thuật hợp lý trong từng thời điểm. Nhưng đội vợt Indonesia cũng đã cho thấy vì sao họ góp mặt ở trận chung kết. Cả hai cũng đã có những tình huống đeo cầu và thậm chí khi họ bị dẫn với cách biệt 16-19 thì đội vợt người Indonesia vẫn có thể kéo dài ván đấu thứ hai này và cũng đã có rất gần cơ hội có thể cân bằng tỷ số. Mặc dù đều là những tay vợt trẻ nhưng cả bốn tay vợt ở trên sân đều cho thấy được tinh thần và bản lĩnh của mình trong một trận đấu chung kết vô cùng căng thẳng, thử thách cả sức bền và thể lực cũng như tinh thần thép. Tất cả đều cùng trải qua những thời khắc vô cùng căng thẳng ở trên sân. Quý vị khán giả thân mến, ngay sau đây chúng ta sẽ đến với phần trao giải ở nội dung đôi nữ giải cầu lông Việt Nam Open 2022. Với chức vô địch dành cho đội vợt người Thái Lan. Benjaba và Nutakam Amsat, hai chị em được xếp là hạt giống số 1 ở nội dung đôi nữ tại giải cầu lông năm nay và họ cũng đã chứng minh được đẳng cấp của mình với chiến thắng sau hai ván đấu ở trận chung kết gặp đội hạt giống số 2 người Indonesia. Đó là Febriana Kusuma và Amala Prativi.
5.925 đô la Mỹ là tiền thưởng cho nhà vô địch. Đôi vợt vô địch giải đấu đẳng cấp Super 100 tại Việt Nam cũng sẽ có cho mình số điểm thưởng đó là 5.500 điểm. Đôi Á quân có được 4.680 điểm. Ta đang nhìn lại hành trình vô địch của đôi Benjaba và Nuntakan của Thái Lan. Ở nội dung đôi nữ này thì các đôi vợt của Việt Nam đã dừng bước ở vòng 2. Sau trận đấu này.